Mở thấy ông già khoe game si ra mắt phiên bản mới 2.8 là tôi phải bay vào game liền mấy bạn ơi. Ông còn bảo tôi có nhân vật mới trông giống ổng lắm, để tôi coi thử coi nào. Thôi giờ mấy bạn hãy hỏi tôi mê game gì nhất thì game Sin này nha. Nếu ai chưa biết thì game Sin Impact là một trò chơi phiêu lưu thế giới mở mang tên Avat. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật bí ẩn tên là Nhà Lữ Hành. Trong suốt cuộc phiêu lưu của mình, người chơi sẽ được gặp gỡ những người bạn đồng hành với những tính cách và khả năng đặc biệt khác nhau, cùng nhau đánh bại những kẻ thù hung mạnh và tìm lại những người thân đã mất, đồng thời dần dần khám phá sự thật về Genshin Impact. Đấy, đại loại nó là như vậy. Để tôi vào game chơi liền cho mấy bạn coi. Wow, 2.8 mang tên Cúc Đi Mèo huyền ảo, có nhân vật mới các bạn ơi. Cái này tôi phải nói thiệt nha, đẹp trai hơn ông Mia nhiều, tới mình lại kêu giống. Nhân vật mới Sikenon Hizo, một thám tử trẻ tuổi của hiệp hội NGO, tự do phóng phán, vui vẻ hoạt bát, hoặc nhìn chỉ có một cậu nhóc nhưng thực tế lại là đệ nhất phán, không cần bàn cãi của hiệp hội NGO. Thường thì mấy nhân vật thông minh này hay cưng tì lắm đó nha. Trong phiên bản mới các bạn đừng bỏ lỡ nha. Sự kiện Kadahara Kazuma Eli đã ra mắt vào ngày 13 tháng 7, và gần đây nhất là Firestar Yoimiya vừa ra mắt vào ngày 3 tháng 8 đó nha. Ngoài ra còn ra mắt hai bộ trang phục mới theo đúng chủ đề Cúc Đi Mè là mèn đêm đỏ thẫm và dứt bộng đêm khuya, đại diện cho hai tuyến nhân vật nam và nữ. Trời ơi, đẹp mơi quá đi tôi luôn á, đúng gu của tôi luôn mọi người ơi. Còn có mấy sự kiện khác nữa, hồi tưởng rèn luyện, tàn ảnh, ám chiến, ảo thanh lưu huỳnh và cả New Hung Out Even ra mắt nữa đó. Genshin có thể chơi trên nhiều nền tảng khác nhau như là iOS này nghe, rồi PS hay là PC, nên các bạn đừng bỏ lỡ qua cái game này nha. Nhớ là phải tải game để chơi cùng với tôi đó nha. Đường link thì tôi đã để bên dưới rồi. Gì vừa xảy ra hả ta? Như là ai đó đã các mini hình của mình có sao không? Kevin! Kevin ơi! Kevin! Có sao không? Kevin! Bellao! Ôi! Papa lên đi tổ! Come back! Chicken! Thôi! Boss ơi! Ơi, mọi người có sao không? Go! Cái cậu à? Cái cậu. What?
gì? Nhà chúng ta cách ở đây 4-5 cái nước luôn, hiểu không? Mà ở Việt Nam nhưng mà ở đây là Hawaii, làm sao mà về được? Ok, quay đợi mi nè. Bóp cắt chết. Ok, đi đeo đúng không? Ui, cung đèn ba nè. Bên, biết quên cái gì không? Quay đợi mi nè, quay đợi mi, cầm mi trong nha. Chị ơi, bỏ tép đi luôn đi. No, I'm coming. Nè. Trời ơi, có con gấu rồi cũng quên nữa. Không hiểu bao lâu quá. Okay. Chị mà bảo, là lớp yêu nhiều con gấu mà vậy. Con gấu cũng quên nữa, trời ơi. Leo leo đi, cái bèo leo 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 leo. Không, không. Bây giờ chúng ta No, get out. Quay. Gặp mẹ. Đi đi Kevin. Gặp mẹ Kevin come back. Trời ơi đây. Kevin lái được rồi kìa, mệt thiệt á. Kevin. No, me. Ok, bon lái. Được rồi, bây giờ chúng ta biết đợi Minion. Kẻ bóng chù. Trời ơi, tôi có đi lộn lên nơi không vậy trời. Trời ơi. Chạy nhanh đi. Cái mập kìa bắt. Chạy nhanh đi. Nào rồi mình bây giờ. Cùng ta cũng đã chiếm được cái viên ngọc này rồi. Không một ai có thể ăn cắp viên ngọc này khỏi tay ta. Và bây giờ ta đã trở thành tên ác nhân xấu xa nhất thế giới này. Để đi khai tiệc để ăn mừng cái chuyện này nào. Bây giờ cái tin này phải được lan truyền thật là rộng rãi. Tụi bay đâu? Dạ. Mình nhanh chóng đi lan truyền cái tin tức này. Đặt những cái poster lên. Để cho tụi nó biết thế nào
chính là ác nhân số 1 vũ trụ này. Cái con nít ranh kia hả? Miệng còn mùi hôi sữa mà đã dám làm ăn à, gì ác nhân số 1 thế giới hả? Làm gì có chuyện đó được. Thôi nào, mình còn phải chuẩn bị khai tiệc thôi. Con nhỏ kia, nếu mà mày nghe được cái tin này thì tao xin tuyên bố với mày, nếu mà mày ăn cắp được cái viên ngọc mà tao mới ăn cắp được thì lúc đó thì tao sẽ công nhận mày làm ác nhân số 1 thế giới. Thôi nha, tao đi đây, tạm biệt. Mommy, mất tiệt chứ, hắn ta là người đã lấy của mình và còn xem làm cho tụi mình mất mạng nữa. Mấy nhập ngầu. Ê, được rồi, chúng ta đi xuống Canada thôi. Hắn ta đúng là một tên ác độc mọi người à. Đúng là một tên ác nhân đơn thủ và mình phải ác hơn hắn ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải lập ra một cái kế hoạch để cho cái chuyện này nó phải diễn ra một cách thuận lợi hơn. Hiểu chưa? Lần này chúng ta phải có một kế hoạch kỹ càng, không để như là việc lần trước đã xảy ra là chúng ta đã để mất đi cái viên đá trong khi chúng ta là người đã lấy được nó. Anh nghe nè. Ok, được rồi. Bây giờ Satan hay là Kevin hay là Boss có ý kiến gì cho cái việc này không? Tôi từng làm việc ổng nên tôi biết dưới có ông cấm. Sao kìa. Anh nói chọc kìa, ăn kìa, ăn chọc kìa. Cái ao. Chuẩn bị cho chị một bộ quần áo mới. Kevin, hãy chuẩn bị vũ khí đi nha. Satan sẽ chuẩn bị cho chị chiếc xe máy độ cho chị để đi tới đó. Ok. Trời, con Boss hả? Đi ngủ đi, mệt quá. Chị đi idol đây. Ôi, bây giờ mình phải đi idol rồi các bạn ơi. Lần này mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa tên Quy kia. Chờ đó. A few moments later. Bây giờ thì tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ mới xong rồi. Bây giờ chỉ cần qua bển mà xử lý tên quỳ ngu kia thôi. Có xe chưa? Baby finger. Kevin, làm gì? Go! Let's go!
rồi, bây giờ chúng ta phải đi vô bằng cái đường này đúng không? Ông Công, ông Công nè. Nhâm mày. À, đây. Vũ ký. What? Open. Wow. Cô chưa lấy luôn. Mày. Vô đây. Ok. Đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô trọng. Chia nhau ra canh đi. Canh cái gì mà canh? Chẳng có đứa nào thèm tới chỗ này đâu. Đúng không? Trời ơi, thôi đúng. Xuống dưới bờ chút xíu đi, nghỉ ngơi xíu. Bữa giờ làm việc canh chỗ này hoài cũng có thấy bóng người nào tới đâu. Captain dẫn lối. Gì vậy? Trời ơi là trời. Thì mình đi hướng nào đây? Ai là người dẫn đường? Kevin bên kia một cái trời. Trời ơi là trời. Tôi mệt thiệt chứ. Nhìn đi. Nấu. Nè. Bấm bạc. Trời ơi, lọt xuống dưới rồi. Rồi lên lại. Hẹo. Chính là ác nhân số 1 thế giới. Cái thằng nào nó gãi đít tai ấy. Hợp lý. Vậy là bây giờ chúng ta đã là người sở hữu viên đá rồi. Mới là viên ngọc đó. Tôi lại đây được. Mày. Nếu như vậy rồi thì mi nhìn ác quỷ xuất hiện đây. Mình ba con mini nào đó. Tìm liệm ấy ghê quá à. Đi ra đây coi. Bước ra đây. Tụi mày làm bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để cho mấy cái con mini này vô. Thì bây giờ tụi bay tính sao đây hả? Cậu chủ mình tính dạ, tôi xin lỗi. Đúng rồi. Xin lỗi mày nghĩ xin lỗi là tao tha thứ cho hả? Mini nát quỷ, xử tụi nó đi. Trời ơi, Kevin bị bắt rồi. No Kevin. Giờ phải làm sao đây? Trời ơi, gì có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa Bob ơi. Kevin đi rồi, Kevin đi đây rồi, Kevin đi rồi. Kevin chưa chết. No. Chết rồi. Thùng má. Kevin chết rồi. Kevin chưa có chết. Trời ơi.
Ồ. Sao nó vui vậy? Obama. Bây giờ chị thấy như có tín hiệu gì nè. Bây giờ ta sẽ đem cái con mi nhìn nhảy danh này qua căn cứ của ta. Nếu mà người qua được thì ta chúc mừng. Nhưng mà nếu không đổi cái thằng nhảy ranh mi nhìn này thì ngươi phải đưa cho ta cái viên ngọc đó. Tay mà nó vẫn di chuyển theo luôn nè. Nó sẽ hóa thành mi nhìn ác độc của ta. Ai đi giải cứu Kevin đây. Được rồi, bây giờ lần này chúng ta phải chuẩn bị vũ khí mạnh hơn như vậy nè. Hiểu chưa? Ây da. Được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường. Ba con mi nhìn hồi nãy không phải là đơn giản như vậy đâu. Bây giờ mình phải chế ra một cây súng gì đó. Ta